Cho các bạn có một anh khách hỏi á, thì mình làm một cái video cho anh khách nha. Cái bộ này giống như là nó ở đây giống như thước quang các bạn, không biết phải không nè. Phần này nè, nó có một cái cảm biến nó đọc xuống dưới đây nè, cảm biến nó dội xuống phía dưới đó. Đọc trượt, nó không phải là mang cá nha, nó trượt là rãnh 2 bi, bên này 2 rãnh bi, bên này 2 rãnh bi là 4 rãnh bi nha, rất là cứng. Nó cũng gần gần giống mang cá. Tại vì sao? Tại vì nó có đây, nó có một dọc á, một dọc những con ốc á. Để làm gì? Để mình ép vào, để mình khi mà ví dụ như nó rơ á, mình vặn nhẹ xíu nha, cho nó ép ép lại. Rồi mình dùng tay mình trượt thử coi coi êm không đó. Nếu mà mình vặn cứng quá các bạn, cứng quá thì nó trượt nó bị rít là không được nha. Đó. Bộ này thì rất là cứng vững nha. Bản thân nó cũng là X spin đồ. X spin nha. Tức là nó là chuột X. Cái bộ này thì theo mình đánh giá thì nó ngon cái bộ chuột, cái bộ mang cá kia. Tại vì bộ mang cá kia các bạn về phải làm cực lắm. Làm chân đế này nọ nha. Còn bộ này là hoàn thiện rồi. Và này là nguyên cụm của Nhật tháo máy xuống nha. Nó hoạt động trơn tru, tải cao, không rơ lắc nha. Cái bảng nó rất là rộng, nó rộng hơn cái mang cá rất là nhiều. Cái mang cá là tầm nhiêu đây thôi. Ok, bộ này đang định bán 800. Rẻ rẻ cho anh khách, anh xài được thì anh xài. Thì đầu tiên á, cái hành trình á. Cái này bạn nào muốn lắp bít me thì lắp ở dưới nha. Bản thân nó thì cũng có nè, nhưng mà bị tháo mất cái bít me các bạn. Cái này là cái gối nè. Còn đây là cái cụm hai mấy vị trí để bắt cái bít me bi á. Ở đây nè, lật ngược xuống. Còn đây là một cái gối. Ở đây cái gối nha. Hai bên hai đầu gối nha. Ở đây như một cái khớp gối nè. Một cái khớp gối. Đầu tiên tổng quan thì tổng thể nha. Dài 460. Dài 460. Bề ngang thì là 150 nha. 150. Chưa tính cái phần này nè. Phần này thì nó vô ra một chút. Mà cái này thực sự mình rất là tò mò, không biết cái gì các bạn. Nè, dây điện nha. Mình đang nghi nó giống như là giống như một cái thước quang á. Tại vì trên á, các bạn thấy có một con sensor, nó sẽ đọc. Nó đọc xuyên xuống lớp dưới nha. Nó có một con sensor, nó đọc xuống dưới nha. Đó. Khi các bạn rê nó sẽ đọc. Nó đọc từ đây nè. Đọc tới đây. Để mình làm dấu nha. Mình làm dấu cho biết hành trình nó bao nhiêu các bạn. Con này hành trình dài lắm á. Hành trình nó rơi vào khoảng 310, tức là 300 á các bạn. 300 á. Còn cái phần 10 kia á là các bạn làm một cái gối để nó đỡ lại nha, giống như giảm chấn vậy. Bộ này rất là dày dặn. Dày dặn nha. Ít, chục ít nha. Rất là dày dặn và ngon. Hàng này hàng Nhật tháo máy xuống. Cái này nó có mấy cái jack rồi nha. Jack là cái con mắt á. Cái phần giống như cái bộ từ đó. Chỗ có cái đầu kia nó sẽ đọc cái bộ từ đó. Cái chỗ này nó bị cái gì các bạn nha. Nó bị một chút nha, giống như nó đụng vô cái gì đó, nó cấn nó móp. Hai mặt là nhôm, dày 50, dày 5 phân nha, dày 5 phân chẵn. Ok, bộ này hành trình 300 đó, bảng rất là rộng, 150 chắc chắn. Nó chạy 4 bi nha các bạn. Thông thường á, là những cái chục jack á, mà các bạn xài của cái thằng mà gì ta? Aya nó chỉ có một bi thôi. Mỗi bên là một hàng bi nha. Nhưng mà cái này là nó hai hàng bi. Nó hai hàng bi. Nó chạy bằng hai hàng bi. Ok, bộ này thì có anh khách ảnh cần thì mình để 800 nha. Anh không lấy thì khách nào có lấy thì lấy. Thì không thì mình để lại nha. Tại vì sẵn á. Thật ra ảnh hỏi cái mang cá nhưng mà mang cá hết rồi.
Cho nên sẵn mà còn bộ này mình để dành lấy ra mình giới thiệu luôn nha.